Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 1 trên 6 của bài 19. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu cái bảng từ. Từ thứ nhất chúng ta có từ sơ. Sơ âm đầu lưỡi. Âm hướng Việt là chữ thứ. Ví dụ như chủ yếu, thứ yếu là chữ thứ này đây. Và từ này có nghĩa là lần. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Trơ sư là xuất quốc, tức là đi ra nước ngoài. Ti là lần đầu tiên. .这是第一次你出国吗? Đây là lần đầu tiên bạn đi ra nước ngoài, phải không? không phải. trung trung quốc, hào đi. tôi đã là tôi từng đi. Wǒ tôi từng đi Trung Quốc. Hǎo duō xưa là có nghĩa là rất nhiều lần rồi. Hǎo duō xưa ta có thể nói là hình duō xưa được. Diễn? Diễn? Bạn đi Trung Quốc công tác hay là đi du lịch vậy? Chú sai là đi công tác. đây là đâu? Tôi đâu có thời gian mà đi du lịch chứ? Rồi chúng ta xem mở rộng nha. Từ xưa là lần như vậy là sang dĩ xưa <yapa> hoặc <hermano> là ta có thể nói là sang xưa là lần trước, lần trước. Trơ dĩ xưa ta cũng có thể nói tắt là trơ xưa là lần này. Xa dĩ sơ hoặc là xa <tiếng> sơ <tính> là lần sau sang dĩ sơ, trơ dĩ sơ, xa dĩ sơ Và chúng ta nói số lượng là dĩ <tiếng> sơ <tính> là một lần liền <tiếng> sơ <tính> là hai lần Xanh <tiếng tính> sơ là ba lần Và chúng ta muốn nói Ti dĩ sơ thì là lần thứ nhất Ti ơ sơ là lần thứ hai Ti san sơ là lần thứ ba Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc cái đoạn đàm thoại nha đây là lần đầu tiên bạn đi Tiếp nữa, chúng ta có tìm hiểu cái từ thứ hai. Từ thứ hai là sư che, từ này chúng ta cũng đã từng gặp trước đây rồi. Sư che, âm hán Việt là thế giới và nó cũng có nghĩa là thế giới thôi. Ví dụ trên thế giới thì chúng ta nói là sư che sang. À, chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Xin quên, xin giải sư che sang, dù tố của cha. Xin hỏi hiện nay trên thế giới, xin giải sư che sang, dù tố sảo cơ của có bao nhiêu quốc gia? Dù tố sảo cơ của

Bạn thích nhất là cái quốc gia nào hoặc là nước nào? Ni zuixihuan na ge là Tôi thích Nhật Bản, tôi thích Nhật Bản tôi thích nhất là Nhật Bản. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Quan, hiện tại thế ta có gia? 你去过哪个国家了？我去过中国、日本、韩国和泰国。你最喜欢哪个国家？我最喜欢日本。 Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ ba là từ tranh. Chữ tranh âm hán Việt là chiến thì nằm trong chiến tranh á. Chiến hay là chiến tranh thì từ này vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nào. Ti dĩ sơ là lần thứ nhất. Sư che ta tranh tức là đại chiến thế giới lần thứ nhất. Ta tranh là đại chiến. Sư che ta tranh tức là đại chiến thế giới. Ti dĩ sơ sư che ta tranh đại chiến thế giới lần thứ nhất súng nà ý nẹn khai sử ta nà y nẹn chúng ta cũng có thể nói là nà nẹn súng nà nẹn khai sử ta bắt đầu từ năm nào nà nẹn là năm nào khi mình hỏi một cái mốc thời gian xảy ra trong quá khứ thì chúng ta phải có từ tơ ở cuối câu quan dữ ly sự quan dữ là liên quan đến quan dữ ly li sử liên quan đến lịch sử nhị bộ giáo quên vọ, bạn đừng có hỏi tôi quan dữ ly sự nhị bộ giáo quên vì sao? Tại sao vậy? Vì sao? Wo sống lại bu xi hoan xue sử shi. lại là từ trước đến nay. Wo sống lại hoan xue sử shi. từ trước đến nay không có thích học lịch sử. Bu hoan xue li shi. Na wen hoa na, là thế thì, na wen hoa na, thế thì văn hóa thì sao? Thế còn văn hóa thì sao? Ye hoan cũng không thích nữa. 我只喜欢学外语。我只喜欢学外语。tôi Tôi 我只喜欢学外语. chỉ thích học ngoại ngữ thôi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Tí sư ta Súng khai ta. Quan sử, Hoan na hoa na. Hoan. Hoan wai yi. Cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ tư. Từ thứ tư là nà, âm hướng Việt là ná thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt hiện đại của mình nữa. Và với cái nghĩa là nào Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên nì sư nà của rễn. Xin quên nì sư nà của rễn. Xin hỏi bạn là người nước nào? Wò Tô sư Tôi là người Việt Nam, còn bạn? Wò tôi là người Nhật. Trời si sư lái si là đây là sư, lần đầu tiên hoặc là lần thứ nhất. Nì Bạn đến Việt Nam phải không? Bush không phải. Qua lái qua. Tôi từng đến. Qua lái qua duyên nạn. Hào tôi xưa là tôi từng đến Việt Nam nhiều lần rồi. Mở rộng thì ta có từ nà. Chúng ta lưu ý là thông thường thì sao từ nà nó phải có lượng từ. Ví dụ như nà cơ rển, nà bình xú, nà cơ rỉnh là người nào, nà bình xú là quyển sách nào, nà liên là chiếc xe nào. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý, nó có vài cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như nà thiên là hôm nào, nà nẻn là năm nào, nà của là nước nào, thì nó không cần lượng từ. Đấy, trong những trường hợp đặc biệt đó thì không cần. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin mời <laughs> mọi 这是第一次你来越南吗?不是,我来过越南好多次了. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ năm. Từ thứ năm là hoàng ti. Hoàng ti âm hán Việt là hoàng đế thì vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình. Hoặc là mình cũng có thể dịch là Vua chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Chìm quên, trai sang, hãy ti quên là xin hỏi, hiện trai là hiện nay, sư che sang là trên thế giới. Hãy hoảng ti có còn hoàng đế không? Chìm quên, hiện trai trên, sang, hãy Hãy hình còn. Hãy rất nhiều Hãy còn. rất nhiều còn. rất nhiều đấy. Thái Quốc hình nhiều quốc gia, hãy dầu khoảng đi. Nhật Bản nè. Thái của là Thái Lan, Hở hình tố của gia và rất nhiều quốc gia hãy dầu khoảng đi vẫn còn hoàng đế, tức là vẫn còn vua. Trung quốc hãy dầu khoảng đi mà. Trung quốc hãy dầu khoảng đi mà. Trung quốc có còn hoàng đế không? Tức là Trung quốc có còn vua không? Trung quốc hiện chỉ yếu sáu hoàng đế. Trung Quốc bây giờ hoặc là hiện nay chủ yếu xèo khoảng ti chỉ có tiểu hoàng đế tức là chỉ có những ông vua con thôi. Wo zhi dao ni yao shuo shenme la. Wo ni yao shuo shenme tôi biết bạn muốn nói gì rồi. À, tức là ở Trung Quốc à, đã có một thời gian dài quy định là mỗi một gia đình chỉ có một con thôi. Cho nên là cái đứa con trong gia đình nó được à, à, nương chiều khá tốt muốn gì được đấy cho nên có một số người hay gọi là những cái đứa con như vậy là xèo hoảng ti xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên hiện chai sư che sang hãy dù hoảng ti mà hãy vô hình tố à rư thai của hở hình tố của cha hãy hoàng hoảng ti trung của hãy có hoảng ti mà Trung Quốc hiện tại chỉ khoảng đi. Qua trí Tôi biết bạn muốn nói gì rồi. Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ sáu. Từ thứ sáu đọc là sai. Ông à, nói việc là sai thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt hiện đại của mình. Nhưng mà từ này có nghĩa là đoán. Đoán thì vẫn còn dùng nhiều, rất nhiều. À, và nếu mà chúng ta lặp lại Thì có nghĩa là đoán xem Hoặc là đoán thử xem Hay là đoán một chút sai sai Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xin sai sai Na cơ Xin sai sai Na cơ Mời bạn đoán xem Cái người đó là ai vậy Na cơ là người đó Sư sủy Sư liễn tôi ma Sư liễn tôi ma Là bạn Lâm có phải không Bố tôi sư xẻo liễn không phải à, là bằng lý đấy, xéo lị Hoặc là một đoạn nữa Nì sai suy lại là Nì sai suy lại là Bạn đoán xem ai đến vậy Ai đã đến vậy Tha tay trời thai giảng chiên Tha tay trời thai giảng chiên Rồi Anh ấy Đang mang kính râm hoặc là kính mát Tay ra là đang mang tay trời thai giảng chiên và sai bố trảo à và sai bu trảo à Tôi đoán không ra, sai bố trảo là đoán không ra. Đó là bổ ngữ chỉ khả năng đó. Sư của mình xeo trạng, sư của xeo là hiệu trưởng của tụi mình đó, hoặc là là hiệu trưởng của chúng mình đó. Xeo trạng là hiệu trưởng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc hai cái đoạn đàm thoại này nào. Xin đi sai dài na cơ sư Sư xeo liễn, tuê ma. Bố sư xeo sai lại là tha cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ bảy từ thứ bảy là Mỹ gì Mỹ là chữ mê và gì là chữ ngữ Mỹ gì là mê ngữ thì không còn thấy dùng trong tiếng Việt nhưng mà tách ra thì vẫn còn À, với cái nghĩa là câu đố. Chúng ta tìm hiểu cái đoạn nằm thoại bên dưới nha. Xéo lì ni xì hoan sai mỹ gì ma. Xéo lì bạn lý à. Ní hoan sai mỹ gì ma. Bạn có thích đoán câu đố không? pu hoan hình thổ thẫn à. pu hoan không thích. Rất là đau đầu. Hình thổ thẫn à. Sai mỹ yu xưa Trung Quốc ta thùng quẩn hoa sai mỹ dị đoán câu đố sư trung của the thùng vĩnh hòa là văn hóa truyền thống của trung quốc đấy từ thùng này chúng ta cũng gặp trong một số bài trước rồi xoắn thùng vĩnh hoa là văn hóa truyền thống của trí to khởi sư thay nản là của trí to tôi biết khởi sư thay nản là nhưng mà khó quá à, chúng ta có một câu đố vui chào sang khai mệnh chào sang khai mệnh là sáng sớm thì mở cửa Hoàn sang quan mệnh Buổi tối thì đóng cửa Chầu chiên dĩ khan Chầu chiên là đi đến gần Dĩ khan là liếc nhìn hoặc là nhìn qua Mệnh lý dồ rỉnh Ở trong cửa có người à, Xin hỏi đó là à, Bộ phận nào trên cơ thể của mình Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc Cái đoạn đàm thoại bên trên nha Xẻo lì Nghĩ xì hoan sai mỹ dùy má Bố xì hoán hình thổ thận à. Sai mỹ yu sư trung quốc đa truyền thống văn hóa. Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 8. Từ thứ 8 là từ gia. Gia là âm hán Việt là gia vẫn còn dùng nhiều. Ví dụ gia tăng nè, rồi gia nhiệt nè, gia tức là tăng thêm, mình hay nói gia tăng đó với cái nghĩa là thêm hoặc là cộng thêm ví dụ một cộng một bằng hai à, y cha y tầng dữ e. rồi cha cũng có nghĩa là thêm chúng ta xem ví dụ bên dưới miễn thiên dỗ trì cơ rển suy san quan dùng diễn sư na miễn thiên là ngày mai dỗ chỉ cơ rển là có mấy người suy san quan là đi tham quan dùng diễn sư là chùa vĩnh nghiêm vĩnh nghiêm tử dùng diễn sứ à, chủ vĩnh nghiêm. Ba cơ, Chia sang cơ chiều cơ. Ba cơ là tám người, gia sang là cộng thêm. Gia sang của ý cơ cộng thêm tôi nữa là chín người. Chia sang hòa dĩ cơ cộng thêm một mình tôi nữa thì ta hiểu là cộng thêm tôi thôi. Sư chiều cơ là chính người. Hòa minh chỉ đèn xuất phá. Hòa minh chỉ đèn xuất phá. À, chỉ đèn là mấy giờ, chúng ta mấy giờ sẽ xuất phát. Chú phá là xuất phát. Sáng ngủ chiếu tiền, 9 giờ sáng. Chai xe xeo mỉnh khổ, sang xe. Mỉnh khổ là cổng. Chai xe xeo mỉnh khổ, sang xe. Tức là lên xe ở trước cổng trường. Hồ chứa to là xe xe nị, tôi biết rồi, cảm ơn bạn. Và ta có mở rộng là chú phá. Chú phá là xuất phát. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. 明天有几个人去参观永岩寺呢？八个，加上我一个，十九个。我们几点出发？上午九点，在学校门口上车。我知道了，谢谢你。 cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ chín là từ su su âm tiếng việt là thụ à, thụ với cái nghĩa là cây cái cây mà còn đang sống ấy gọi là thụ còn nếu mà cưa xuống rồi thì nó làm mọc à, cây thì đọc là su à, chúng ta xem ví dụ bên dưới nì cha sẹn tờ <laughs> na khơ su khơ đây là lượng từ một cái cây hai cái cây là chỉ là khơ đó Ví dụ một cây cổ thụ chẳng hạn, ý khớ củ su hay là một cái cây đại thụ, một cái cây lớn, ý khứa ta su. Như vậy khứa là lượng từ của cây. Nị che chén là na khơ su. Như vậy là cái cây ở trước nhà của bạn. Sư su à? Sư su à là cây gì vậy? Sư su à? Sư lý su. Sư lý su là cây lê. Lý là lê. À, cái cây lê mà cho trái lê chúng ta hay ăn đó mày nén tha tôi che của ma mà. mày nén tha tôi che của ma mỗi năm nó đều kết trái phải không tức là mỗi năm nó có kết trái không có ra trái không từ này chúng ta đọc là che của chứ không phải trẻ của nhé nếu đọc là trẻ của là kết quả của một hành động nào đó thì chúng ta đọc là trẻ của ví dụ kết quả kỳ thi hay là kết quả của trận đấu hay là kết quả của một việc làm nào đó thì đọc là trẻ của còn này là kết trái, chúng ta đọc là che của. Rồi, mày nén tha tôi che của mà mỗi năm nó đều ra trái phải không? Tôi che của đều ra trái. Ní xì hoan chư lý zi ma mà. Lý zi là cái trái lê. Ní xì hoan chư lý ma. Bạn có thích ăn lê không? Hẳn xì hoan. À, rất thích. Thì chúng ta có mở rộng bên dưới từ khứa đó là cây, là lượng từ thôi. Và che của là kết quả

Và đến đây mình xin kết thúc phần 1 uh, trên 6 của bài 19. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào.